Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít ruột đỏ ngày 4 tháng 4 năm 2023 giá tạm thời đi ngang sau khi giảm giá nhiều vào những ngày qua. Hiện tại giá mít ruột đỏ Indo lá bầu mua tại vườn mít nhất từ 57 cho tới 60.000 đồng một ký, trái từ 8 kg trở lên. Mít nhì 47.000 cho tới 50.000 đồng một ký, trái từ 5 kg trở lên đến dưới 8 kg. Mít chợ dao động từ 15.000 cho tới 20.000 đồng một ký. Cảm ơn bà con đã